là thầy sẽ minh họa cho các bạn cái cách để mà bắt đầu mình sử dụng cái Django REST Framework để xây dựng các API đầu tiên. Như vậy là việc đầu tiên thì các bạn sẽ cần phải cài cái bộ Django REST Framework này trước. Còn cái Django này thì hôm trước mình đã cài rồi. Còn mấy cái phần dưới này thì khi mình cần dùng tới cái nào thì mình sẽ tiếp tục mình cài. Thì bây giờ mình đầu tiên mình cài cái Django REST Framework, và trong cái biến install app á, thì mình gắn cái app của REST Framework vào như thế này nha. Như vậy là bước số 1 mình cài môi trường nha. Như vậy là mình có như này. Bip install Django REST Framework. Rồi, sau khi cài xong, mình mở cái setting của mình ra thì mình có một cái biến install app như thế này ha. Mình thoát bớt mấy cái kia đi. Rồi, mình đặt thêm một cái app REST Framework vào đây. REST Framework. Rồi. Rồi bây giờ các bước sang như sau để mình bắt đầu mình xây dựng các API, thì các bạn sẽ có các bước để mà tạo ra những cái API đầu tiên. Thì đầu tiên tương tự thì tất nhiên là các bạn phải định nghĩa ra được các model rồi. Thì hôm trước mình đã khai báo được các cái model cơ bản của cái khóa học, gồm có cái khóa học nè, lesson nè, vân vân. Thì bây giờ thầy hướng dẫn các bạn viết các API trên cái model khóa học trước, cái core trước nha. Như vậy là các bước mình làm như sau. Đầu tiên là các bạn phải tạo ra một cái serialize. Thì ở đây nó sẽ có nhiều serialize. Thì bây giờ mình làm trước, thì một lát nữa thì mình vào tới cái phần chi tiết thì thầy sẽ trình bày cho các bạn các cái loại serialize. Thì trước tiên mình dùng một cái tổng quan như thế này. Các bạn tạo ra một cái tập tin, một cái module serializer. Rồi. Như vậy là cái serializer thì hồi nãy thầy có giải thích với các bạn rồi. Nó dùng để gì các bạn? Nó chuyển cái dữ liệu phức tạp của mình từ query set để nó chuyển thành cái dạng dữ liệu đơn giản, ví dụ như JSON chẳng hạn, để gửi ra bên ngoài. Như vậy là mình có nhiều cách để mà mình khai báo serialize. Thì có thể là serialize không cần model, còn hoặc là serialize liên kết cho một model. Thì trong trường hợp này mình sẽ tạo ra một cái serializer liên kết cho một cái model như sau. Mình có một cái class curse serializer. Đó, mình sẽ tạo ra cái bộ serializer dành cho cái curse. Và cái này mình sẽ cho kế thừa từ một cái model serializer để nó sẽ liên kết với cái model, nó tạo ra các trường tương ứng cho mình từ cái model. Như vậy là các bạn run REST framework.serialize, các bạn import cái model serializer. Thì ở đây các bạn kế thừa cái model serializer. Và trong đây các bạn làm một cách cơ bản nhất là các bạn chỉ cần chỉ định hai thuộc tính trong meta như sau. Class meta, mình khai báo cái model mà nó sẽ liên kết. Như vậy là mình import cái model của mình vô, from model import cái curse. Như vậy là cái model của mình là curse ha. Rồi, thì trong đây nó sẽ có nhiều cái thuộc tính mà các bạn cần phải quan tâm. Thì trước mắt là mình sẽ dùng một cái thuộc tính quan trọng nhất là thuộc tính này, để mình sẽ chỉ định các trường để nó serialize ra, nó bạc thành cái JSON để nó gửi ra bên ngoài cho cái client, nó gọi các API. Thì giả sử ở đây mình làm như thế này, thì các bạn nhìn lại cái model của cái curl của mình đây, thì mình kế thừa item base thì nó có các trường như thế này. Thì ở đây bây giờ thầy sẽ lấy cái thông tin là ID nè, subject nè, image nè, created test nè, và cái category thầy bỏ ra cho nó. Như vậy là bây giờ thầy bỏ các trường như sau. Thì các bạn chỉ cần chỉ định tên các trường mà các bạn muốn bỏ ra thôi, vì còn lại cái serializer nó sẽ xử lý. Như vậy là ở đây có ID nè, subject nè, rồi image nè, rồi created test, rồi category ha. Mình để nguyên cái đối tượng như vậy luôn từ cái model. Được chưa? Rồi, như vậy là bây giờ trước khi mà thầy viết cái phần view á, để mà bắt đầu sử dụng cái serializer này để trả ra cho các API, thì thầy chạy bằng cái cell trước cho các bạn biết cái cách sử dụng cái serializer này. Thì các bạn sẽ có cái cách sử dụng như sau để mình từ đây mình ra được cái dữ liệu để nó bạc ra cho phía client. Thì mình chạy xem như sau. Đầu tiên là mình import ha, recurse serializer, import cái import sao luôn đi. Rồi, sau đó mình import hết mấy cái model vô để mình minh họa. Ví dụ đây. Rồi, cái thứ nhất, giả sử thì lấy hết tất cả các khóa học lên như thế này.
bạn cái curse object chấm on. Rồi bây giờ mình dùng serializer để nó bạc cái query set này ra thành một cái dữ liệu đơn giản để mà mình gửi ra client, thì nó sẽ bạc bằng cách này đây. Các bạn bỏ cái serialize curse serializer vô, bỏ cái query set vô đây. Như vậy là cái query set này nó có nhiều cái object con, do đó là các bạn phải chỉ định thêm một cái thuộc tính nữa, đó là cái thuộc tính many bằng true. Đó, many bằng true. Trong trường hợp nếu nó chỉ có một object thôi á, thì các bạn không cần chỉ định cái cờ này nha. Và các bạn chấm data cái. Đó, thì nó sẽ bạc cái dữ liệu ở trong đây ra cho mình. Thì các bạn thấy là mỗi một cái dữ liệu thì nó cũng gồm đúng các trường mà mình chỉ định ở đây. ID nè, subject nè, image nè, created desk nè, rồi category nè. Thấy chưa? Còn trong trường hợp có một đối tượng, thì lấy ví dụ như mình lấy một cái đối tượng cái curl như thế này thôi. Mình lấy cái khóa học đầu tiên thôi. Object get bk 1 thì bk là primary keys, thì bữa thầy đã giải thích với các bạn rồi. Thì lúc đó các bạn muốn dùng serializer để bạc cái này ra thành cái dữ liệu JSON thì mình dùng như này. Cái curl serializer, bỏ cái biến c vô và không cần many, bởi vì c là một object thôi ha. Rồi các bạn chấm data. Đó thì mình sẽ có cái dữ liệu tương ứng như thế này. Được chưa? Rồi. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình define ra các view. Thì như thầy nói với các bạn lúc giới thiệu thì trong cái bộ Django REST framework này nó đã có nhiều cái bộ view, nó implement sẵn cho mình một số thứ mặc định rồi. Thì ở đây thầy sẽ minh họa cho các bạn bước đầu để các bạn biết dùng một cái view, nó gọi là cái view set. Thì mình sẽ kế thừa một cái model view set để mình tạo ra một số cái API mà nó mặc định nó trên model nó làm sẵn cho mình luôn. Thì khi nào mà mình cần có cái sự thay đổi nào đó hoặc là mình bổ sung nào đó thì bắt đầu mình sẽ custom ở trên cái view đã có. Thì bởi vì những cái API mà chuẩn trên cái model, ví dụ như lấy danh sách các cái khóa học nè, lấy chi tiết của một khóa học nè, thêm một khóa học nè, rồi xem chỉnh sửa một khóa học nè, thì những cái API đó ở trên một model, hầu như model nào nó cũng cái cách làm nó tương tự. Thì do đó là trong cái Django nó cung cấp cho mình một cái bộ model view set, nó làm sẵn một số cái thao tác chuẩn cơ bản cho mình rồi. Thì bây giờ trước tiên thầy hướng dẫn các bạn sử dụng cái bộ có sẵn đó trước, rồi sau này khi mà mình cần custom cái gì đó thì mình sẽ bổ sung vô thêm, nó cho phép mình bổ sung và mình custom lại mọi thứ nha. Thì bây giờ trong cái view các bạn làm như sau. Như vậy là bước 1 là các bạn tạo serialize, bước 2 là các bạn tạo ra cái view. Như vậy là ở đây các bạn sẽ sử dụng một cái view set đầu tiên. Như vậy là các bạn dùng nhập thầy cái này trước. Thì một lát nữa khi mà mình đi vào chi tiết á, thì thầy sẽ giới thiệu một số cái loại view set khác, một số cái loại view khác để làm API trong Django REST. Nhưng mà cái bộ model view này là cái bộ dùng thường xuyên nhất nha. Thì mình có cái này from REST framework import view set. Rồi. Thì mình cũng khai báo ra một cái lớp view các bạn như thế này. Class, ví dụ như mình để là cái curve view set. Đó. Như vậy là hồi nãy là trong phần Django thì các bạn đã biết cái cách khai báo cái view dạng class rồi. Thì tương tự như vậy, thì thay vì mình kế thừa cái view thì lúc này các bạn kế thừa cái view set. Model view set. Đó, thì cái model view set này nó cũng kế thừa là cái view chuẩn của Django thôi các bạn. Nó kế thừa API view. Còn API view thì nó lại kế thừa cái view chuẩn của Django mà các bạn đã biết. Đấy chưa? Tuy nhiên ở trong đây nó implement một số thứ sẵn cho mình từ cái model rồi. Như vậy là trong đây các bạn làm gì? Các bạn chỉ cần chỉ định hai thứ này thôi. Thứ nhất là các bạn chỉ định cái query set cho nó. Cái câu truy vấn thì nó sẽ dựa trên đó, nó truy vấn, nó đổ cái dữ liệu ra trên model cho mình. Đấy chưa? Như vậy là ở đây mình sẽ đưa ra cái câu truy vấn, mình lấy những cái khóa học cho nó là những khóa học active thôi. Thì bây giờ các bạn import cái model khóa học vô. Chấm model import curse. Curse ha. Rồi mình lấy như thế này. Curse object chấm filter active bằng true. Đó, mình chỉ lấy những thằng bằng true thôi. Thì một lát nữa nó sẽ query vô đây, nó lấy danh sách cho mình thông qua cái biến này. Cái thứ hai mà các bạn cần phải chỉ định nữa đó chính là cái serializer. Như vậy là nó sẽ dùng cái serializer đó, nó thực hiện để nó bạc những cái dữ liệu này ra bên ngoài cho mình. Cái gì liên quan tới đối tượng của cái thằng curse, nó sẽ dùng serializer đó nó làm. Và nó cũng dùng serializer đó để nó relay, nó update, nó destroy cho mình luôn. Do đó cái serializer nó kết hợp với cái này có vai trò rất là quan trọng. Như vậy là các bạn import cái serializer vô.
của mình hồi nãy mình định nghĩa là cái curl serializer. Như vậy là chỗ này các bạn có một cái serializer class và các bạn chỉ định như vậy thôi. Được chưa? Như vậy chỉ cần với cái khai báo này là các bạn là nó đã tạo ra cho mình 5 cái API rồi. À, một cái API thứ nhất là làm gì các bạn? API thứ nhất là các bạn có list này để làm gì? Xem danh sách các khoa học. Đó, API thứ hai là các bạn có cái detail là xem chi tiết một khóa học. Đó, API thứ ba là gì? À, các bạn có API cũng là list luôn. À, nhưng mà cái method của nó là bot, à, cũng là cái này nè các bạn. Cái này là get nha. Đó, cũng là một cái endpoint nó giống giống như cái này. À, nhưng mà nó là cái method là bot. Để mình để làm gì các bạn? Để thêm một khóa học mới. À, mình sẽ có method là bot. Để thêm một khóa học. Tương tự, các bạn cũng sẽ có một cái endpoint giống như cái detail để xem chi tiết á, thì các bạn cũng sẽ có một cái endpoint giống giống như thế này, nhưng mà cái main test của nó là put, à, để làm gì? Để cập nhật một khóa học. Cập nhật. Tương tự, các bạn sẽ có cái endpoint là delete để xóa một khóa học. Đó, thì ở đây nó sẽ có hai cái endpoint tương ứng với năm cái API để mình thực hiện năm cái nhiệm vụ thông dụng nhất trên một cái module. Được chưa? Rồi thì bắt đầu mình sẽ cho cái view set này bắt đầu nó chia ra 5 cái API này ra ngoài cho client sử dụng. Thì đây là cái cách sử dụng view set một cách cơ bản nhất đó các bạn. Thì nó còn chi tiết nhiều cái thuộc tính nữa. Thì khi mà mình đi chi tiết tới cái phần view rồi thầy sẽ trình bày thêm cho các bạn các cái thuộc tính khác nha. Thì bây giờ đầu tiên là bước thứ hai là mình khai báo view set như thế này. Và bước thứ ba là các bạn mới qua cái URL mình khai báo một cái router để mình nó sinh ra các cái endpoint tương ứng để nó chia ra bên ngoài cho client sử dụng. Như vậy là ở đây các bạn import dùm thầy một cái router, default router mình phải tạo ra router. Như vậy là các bạn có roam rest ha, rest framework, à, các bạn chấm router, các bạn import cái default router, được chưa? Rồi các bạn khai báo như thế này, router bạn default router tạo ra một cái đối tượng ha. Rồi các bạn register router.register. Các bạn sẽ có hai cái tham số. Cái tham số thứ nhất là prefix, tức là chỉ định cái tiết đầu ngữ, cái phần đầu cho cái endpoint, cái URL mà nó tạo ra cho mình. Thì ở đây mình đang làm trên cái khóa học thì mình có một cái phần prefix mình đặt là curse. Được chưa? Rồi, còn tiếp theo là các bạn chỉ định cái view set. À, như vậy là ở đây nó chính là view.curse view set như thế này. À, như vậy là khi mà các bạn khai báo cái này rồi thì bây giờ cái chỗ này nè, hôm trước mình làm mình bỏ cái này đi, mình không xài nữa, và các bạn thay cho thầy là include, các bạn import include vào. Rồi thì ở đây nó sẽ là include router.ul. Đó, như vậy là với cái khai báo này nè các bạn, nó sẽ tạo ra cho mình hai cái endpoint tương ứng như năm API. Cái endpoint thứ nhất là cái gì? Cái endpoint thứ nhất là curse. Xoẹt một cái. À, như vậy là endpoint này là get để lấy danh sách nè. Endpoint thứ hai là gì? Cái curse bot để làm gì các bạn? Để thêm một cái khóa học mới. Endpoint thứ ba là như thế này đây, nó sẽ tạo ra cho mình là thêm cái ID nữa. Cái này là gì các bạn? Cái này là cái curl ID. Đó, cái curl ID để làm gì? Để mình xem chi tiết của một khóa học và cái phương thức là get. Tương tự nó sẽ có hai cái như thế này nữa, là như thế này, cái này là put để cập nhật, cái này là delete để xóa. Được chưa? Thì căn bản nó sẽ có 5 cái API này sau khi các bạn gắn cái này vô là mình sẽ thực thi ra các API này. Như vậy là sau khi các bạn gắn như vậy xong là có API rồi, thì bây giờ mình bắt đầu mình chạy lên thử nè. Python manage run server. Rồi, thì bây giờ các bạn có thể bấm vào đây để các bạn xem một số cái đây cái endpoint nó tạo ra nè các bạn. Đây là cái endpoint chung ha. Thì khi mà các bạn chạy lên thì nó như thế này. Đó, thì các bạn thấy nó sẽ lấy cho mình danh sách tất cả các khóa học và nó bạc thành cái dạng JSON cho mình nè. Được chưa? Như vậy là đây chính là cái phương thức list lấy danh sách các khóa học. Tương tự như vậy thì các bạn thử xoẹt một cái ID. Thì cái này nó tự có luôn. Ví dụ mình có khóa học này, mình xoẹt cái ID, xoẹt vô như thế này, thì các bạn có thể xem được cái gì? Cái thông tin của một khóa học số 8. Được chưa? Đó, thì nó là tương ứng với cái gì các bạn? Nó
nó tương ứng với cái này và cái này rồi. Được chưa? Bây giờ thầy chạy thử cái này cho các bạn coi này. Thì hồi nãy các bạn biết là một trong những cái lợi ích của thằng REST Framework á, là nó có cái phần giao diện để mình tương tác với API giống như thế này các bạn. API bản chất của nó chỉ là những cái JSON này thôi, nhưng mà thằng REST Framework nó cung cấp cho mình cái giao diện như thế này để mình dễ dàng tương tác. Như vậy là hồi nãy đó, khi mà các bạn tạo bot đó, thì các bạn sẽ có một cái vùng này này, đó, cái vùng này để các bạn bot lên, bot lên thông qua cái endpoint này để các bạn thêm một cái khóa học mới ha. Thì trong hôm nay thì thầy sẽ dùng những cái này, thì mấy bữa tới thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái botman để các bạn làm trước khi mình tích hợp nó vào React.js. Như vậy là ở đây nè, các bạn muốn thêm khóa học mới thì các bạn phải sử dụng gửi cái thông tin JSON của nó lên. Đó, gửi thông tin JSON của nó lên nha. Bây giờ ID thì hiển nhiên mình không cần rồi, khi nó tạo nó tự tạo ra. Mình chỉ cung cấp cho nó cái tên khóa học mà mình muốn tạo thôi. À, ví dụ như mình tạo một cái khóa học nữa là gì đây? À, ví dụ như lập trình hướng đối tượng với Java đi. Java OB. Rồi, cái image thì bây giờ mình khoan hả chị, mình chưa dùng ha. Thì cái này sau này mình sẽ làm thao tác upload sau. Còn cái Reactive Desk á, thì hôm bữa mình đã cấu hình là nó lấy cái ngày hiện tại rồi, thì mình cũng không gửi luôn, bỏ này đi. Rồi, cái cast thì mình gửi lên, mình cho nó thuộc các cast số 1 đi ha. À, như vậy là khi các bạn gửi như thế này, các bạn bấm cái bot cast thì nó sẽ gọi cái API này và với cái method gửi lên là bot các bạn. Thì khi các bạn bot lên này, đó, thì các bạn thấy là nó trả về cho mình cái đối tượng mới được thêm này không? Là đối tượng số 9 này các bạn, Java OB này. Thì các bạn bấm cái này lại các bạn coi. Đó, thì mình có thêm được một cái phần tử nữa là phương thức bot. Tương tự như vậy thì các bạn mới vô thử cái chi tiết này. Đó, thì ở đây các bạn mới thấy là đây là chi tiết của khóa học số 9. À, các bạn sẽ có một cái phương thức boot và pass. À, pass là cập nhật một phần, còn boot là cập nhật các thông tin nguyên khóa học. À, như vậy là bây giờ thầy gửi cái này lên. À, thầy muốn cập nhật cái gì? Giả sử bây giờ thầy gửi cái này, không cần gửi cái này. Bây giờ thầy muốn cập nhật cái thằng subject thôi. À, subject thôi, thầy bỏ cái này đi. Đó, thầy gửi subject lên thôi. Ví dụ như subject thầy muốn là Java OB, ví dụ như advanced đi. Đó, thì các bạn bắt đầu gửi cái boot lên. À như vậy cái này là nó báo lỗi, hình như nó có lỗi gì đó trong cái JSON của mình vừa rồi đấy các bạn boot lên lại nha. Sửa cái này lại. À, hồi nãy mình dư cái dấu phẩy các bạn, dư cái dấu phẩy cuối cùng à. Bỏ dấu phẩy này luôn nha. Là nãy mình dư dấu phẩy này nè, advanced. Rồi, boot lên. À, nó kêu là category bắt buộc đúng không? Thì category bây giờ mình để một luôn đi. Bỏ mấy thằng kia thôi. Bỏ này. Bỏ mấy cái này. Rồi, mình advanced. Rồi, mình để nguyên là số 1 ha. Rồi, mình boot. Đó, thì các bạn thấy nó cập nhật cái subject của mình này. Được chưa? À, tương tự như vậy. À, thì các bạn quay lại to list thì các bạn thấy còn nguyên này. Được chưa? Ngoài ra thì các bạn cũng có thể thực thi cái API delete luôn. Đây, ví dụ như ở đây là mình cũng là cái này. Số 1 đi chẳng hạn. Bây giờ thầy muốn xóa khóa học đó, thì thầy thực thi delete. Bởi vì trong cái endpoint hồi nãy là nó tạo ra luôn cho mình cái API mình rồi. Bây giờ mình bấm delete luôn này. Rồi, bấm delete luôn. Đó, thì các bạn thấy nó thực thi cái API delete cho mình luôn nè các bạn. Và các bạn chạy ra các bạn sẽ thấy là không còn cái thằng số 1 nữa. Được chưa? Cái minh họa tiếp theo. Như vậy là thầy vừa minh họa cho các bạn cái cách để build ra một API ở mức cơ bản nhất trên cái model mà mình đang có. Thì bây giờ một cái minh họa cơ bản nữa là mình sẽ thực hiện cái thao tác basing, tức là mình phân trang ở trên cái dữ liệu mình trả ra. Thì thường các bạn thấy là phân trang nó sẽ giúp cho cái API mình trả ra nó giảm tải đi rất nhiều. À, ví dụ như bây giờ trong cái khóa học của mình nó có quá nhiều khóa học đi. Một thời điểm mà các bạn trả ra hết ví dụ 100 khóa học đi chẳng hạn, thì hoạt động trong môi trường internet nhiều người dùng thì nó sẽ không cần thiết, bởi vì một thời điểm chưa chắc gì người ta view hết 100 khóa học đó. Thì thường là khi mà làm mà API thực tế thì với những cái dữ liệu mà có nhiều quá đó thì người ta sẽ thực hiện một thao tác phân trang. À, như vậy là trong mỗi cái widget hồi nãy đó các bạn, là các bạn sẽ có một cái lớp để chỉ định phân trang. À, nhưng mà trước khi sử dụng những cái thuộc tính đó thì bây giờ thầy hướng dẫn các bạn cái cách để mình cấu hình phân trang chung cho tất cả các widget luôn. À, như sao? Thì ở trong cái REST Framework các bạn, thì các bạn sẽ có một cái biến dùng để cấu hình cho tất cả cái gì liên quan tới REST Framework trong cái biến này. Và trong đây nó sẽ có một cái biến, nó gọi là cái Default Pagination Class. Và ở đây các bạn sử dụng cái Pagination Number, cái Page Number Pagination. Thì với cái cấu hình này thì tất cả các view set model của các bạn tự động nó sẽ có paging. Và mỗi một cái trang như vậy nó sẽ trả ra cho mình hai phần tử. À, như vậy đây là cấu hình chung cho tất cả luôn.
Rồi sau này trên một cái lớp nào đó các bạn muốn cấu hình khác nhau, xử lý khác, thì các bạn cứ override cái phương thức Bayesian class để mà mình xử lý thôi. Thì tạm thời cái demo số 1 này mình cứ sử dụng cái cấu hình này trước để ra cái phần trang chung cài đặt. À, như vậy là đơn giản các bạn đưa dùm thầy đúng cái cấu hình này vô dùm thầy nhé. Nhớ là sau này những cái cấu hình liên quan tới REST á, thì là các bạn cấu hình trong cái biến này thôi. À, như vậy là bây giờ mình đưa vô như thế này. Mình vào setting. Setting của mình đây ha, các bạn có thể đặt cái biến cấu hình bất kỳ này đâu. Đây, đây là cái này. Đó, mình xóa mấy cái này đi. Rồi, như vậy là cái base size, tức là số phần số item mà nó trả ra trên một trang đó các bạn. Các bạn có thể điều chỉnh con số này. Rồi, cái này mình được cái biến này là biến base này ha. Nó sẽ có nhiều cái biến thì các bạn có thể lên cái trang trang web của nó để các bạn đọc về chi tiết hơn các cái biến khác của nó. Thì ở đây mình cấu hình là Bayesian ha và số trang là 2. À như vậy thôi. Thì lúc này tất cả các view set các bạn tạo ra nó đều đã được phân trang và mỗi trang có hai phần tử. Được chưa? Thì bây giờ các bạn thử chạy cái này nè. Rồi, thì đơn giản là các bạn làm gì? Các bạn F5 lại thôi. F5 lại cái khóa học của mình trên cái model view set này thì các bạn sẽ thấy như thế này. Đó, thì lúc này là mỗi trang nó chỉ còn hai phần tử thôi các bạn. Như vậy là đây là cái cấu trúc response, dữ liệu response mà nó sẽ trả ra cho mình này. À, cái thứ nhất là nó ra cái count là tổng số khóa học nó có ở trong cái dữ liệu. Và cái next tức là cái đường link đó, thì các bạn thấy nó có một cái tham số là bay. À bay để chỉ định cái gì các bạn? Cái trang mà mình đang truy vấn, trang thứ mấy. Được chưa? Còn có reverse là cái trang trước. Còn đây là dữ liệu của trang hiện tại. Và với cái REST framework nó sẽ render cho mình thành một cái giao diện như thế này nè các bạn. Thì các bạn cứ bấm vô. À, thì các bạn sẽ thấy nó chuyển qua một cái API khác. Các bạn bấm vô thì nó chuyển qua một cái API và nó truyền cái query parameter khác thôi. Thì sau này các bạn muốn truy vấn trang số mấy thì cứ bỏ con số tương ứng vô đây thì mình truy vấn về trên cái trang web của mình để mình hiển thị cho các bạn. Được chưa? Thì đây là cái cách Bayesian mặc định của nó. Nha. Rồi, sẵn tiện đây thì thầy sẽ minh họa cho các bạn luôn về cái cách thức mà mình gắn cái permission cơ bản vô. Thì các bạn coi như thế này. Thì ở trong cái phần view set của mình đó, mình cũng sẽ có một cái biến, à nó gọi là cái biến permission. Permission class. Được chưa? Bây giờ giả sử mình gắn vô là tất cả các API của thằng này nè, muốn thực thi thì phải ở trạng thái đăng nhập. À như vậy là các bạn có thể kiểm tra như thế này. À, ví dụ các bạn gắn cái permission vô thì các bạn import cái này ha, import cái permission. Permission. Rồi, ở đây thầy gắn vô là cái permission. Các bạn có nhiều cái permission thì thầy để là e-authenticated. À như vậy là khi mà thầy gắn cái permission class này vô như thế này đó thì tất cả các API của thằng này bắt buộc phải ở là cái trạng thái của một user đã đăng nhập thì nó mới được truy vấn. Như vậy là bây giờ thầy xem lại nè. À, khi mà các bạn chạy ra đây lại, các bạn F5 lại. F5 lại. À khoan kiểm tra cái này lại cơ bị gì đây. Permission meta class. Rồi permission e-authenticated. À quên, mình đặt ở trong cái array các bạn. Array nhé. Rồi mình F5 lại. Đó thì các bạn thấy là nó có cái thông báo là nó là thông tin chứng thực không chưa được cung cấp, tức là đây là user chưa có được chứng thực. Thì bây giờ thầy sẽ minh họa cho các bạn đăng nhập với cái vai trò admin trước nhé, để nó rơi vào trạng thái đăng nhập thì các bạn thấy là mình sẽ xem được dữ liệu này. Thì bây giờ mình qua cái trang admin mình đăng nhập vô. Đây, xoẹt vô ha, mình xoẹt admin. Tức là mình dùng cái quyền admin mình đăng nhập trước. Rồi thì các bạn login vô nè. Admin. Rồi, như vậy là đăng nhập rồi. Thì qua đây các bạn F5 lại nè. Đó, thì các bạn thấy mình được xem được bình thường bởi vì nó đăng nhập với cái việc admin rồi. À, cái giao diện này là Django nó cung cấp cho mình ạ. Được chưa? Thì các cái API bây giờ các bạn vô truy vấn bình thường sau khi mình đã thực hiện thao tác đăng nhập. Tương tự như vậy, thì bây giờ sẵn đây thầy minh họa thêm cái nữa. Bây giờ, ví dụ như các bạn muốn ràng buộc là xem danh sách thì ai cũng xem được. Còn mấy cái thao tác còn lại thì phải đăng nhập. À thì khi đó các bạn sẽ làm như thế này, là mình không có khai báo một thuộc tính như vậy nữa.
Thì các bạn muốn ghi đè lại cái này á, thì các bạn phải cung cấp một cái phương thức, à nó có một cái phương thức mình ghi đè lại, đó là get permission. Đó, get permission như thế này. À thì trong đây các bạn muốn biết là nó đang thực hiện cái hành động nào. Ví dụ như nó đang thực hiện hành động list thì mình cho tất cả quyền người dùng đều được xem. À thì các bạn dùng cái thuộc tính nó gọi là action, self action bằng list. Đó. Nếu mình muốn, nếu mà hành động này thì người dùng có đăng nhập hay không cũng cho xem. À như vậy là mình return cái quyền này. Return ra là permission.allow any. Như thế này. Được chưa? Còn tất cả các thao tác còn lại trong đây bắt buộc phải đăng nhập đi chẳng hạn. À thì như vậy là L ngoài này mình return về permission.eauthenticated. Đó. Rồi. Như vậy là các bạn thấy là với cái hiện tại nè, thì khi mà thầy quay lại đó, thì đây vẫn là đang trạng thái đăng nhập đúng không? Thì cái này hiển nhiên là cũng sẽ xem được. Đây, danh sách cũng sẽ xem được. Và thầy vô chi tiết cũng sẽ xem được, của một khóa học nào đó cũng xem được bình thường. À, nhưng mà bây giờ thầy vô cái log out, à thầy log out ra nha. Thì các bạn coi như thế này. Thầy không còn quyền đăng nhập nữa. Bây giờ thầy quay lại cái danh sách chung nè, thì hiển nhiên vẫn còn nhìn thấy. Bởi vì mình cấu hình cho allow any mà, ai cũng được xem nguyên danh sách này. Được chưa? Nguyên danh sách này là ai cũng được quyền vô, người ta view hết. Nhưng mà à, mình vô cái chi tiết thì bây giờ không được xem nữa. Ví dụ như thầy vô chi tiết của khóa học số 3 đó, thì nó báo cái lỗi này à, bởi vì là mình đã chặn cái quyền ở đây rồi. Nó phải là cái quyền chứng thực thì nó mới được vô cái API đó. Được chưa?